Em chào anh chị em của chúng mình nha. Theo nhu cầu của rất là nhiều anh chị em thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm hệ thống lọc bằng 3 cái thùng 50 lít nha. 50 lít, 100 lít hay là 20 lít gì cũng được hết cả nhà. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, có rất là nhiều bạn khi mà nhờ mình hỗ trợ tư vấn giùm á, mọi người hiểu sai cái ý của mình nha. Không phải là lúc nào mình cũng xài cái thùng 120 lít hoặc là 200 lít đâu. Mà cái thùng nó lớn nó nhỏ nó sẽ tùy thuộc vào cái hộ của mình. Ví dụ như hồ của anh em tầm cỡ khoảng 200 đến 700 thì mình có thể là xài cái thùng 20 lít thùng sơ nước á. Còn nếu mà cái hồ của mình nó lớn tầm cỡ khoảng 1 khối đến 2 khối thì chắc chắn rồi, phải xài cái thùng ít nhất là 50 lít hoặc là 100 lít nha. Nói chung là cái hồ chánh của mình thể tích nước càng lớn thì cái thùng lọc mình làm càng to, cái hiệu quả nó mới mang lại cao được. Tại vì á, ví dụ như cái hồ của mình tầm cỡ khoảng là 200 đến 500 giống như của mình đi, thì cái bơm mình xài tối đa tầm cỡ khoảng 7.000 thôi, thì mình xài cái thùng 20 lít ok. Nhưng mà những cái hồ ví dụ như 1 khối đến 2 khối mình xài cái bơm tầm cỡ khoảng 14.000 đến 16.000 thì không thể nào xài những cái thùng đó được. Tại vì khi mà nó bơm vào á, cái lực của nó cực kỳ mạnh luôn, nó sẽ dội, nó làm nát phân nếu như mình để bơm bên trong hồ đó. Cho nên là cái hồ của mình ví dụ như càng lớn thì mình xài cái thùng càng to nha cả nhà. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cô chú mình cái cách mình đi đường ống cho cái bộ lọc dành cho cái hồ của mình tầm cỡ khoảng là 500 cho đến 1 khối nha cả nhà nha. Mời anh chị em cô chú mình xem hết video để Nhân sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mình dẫn đường nước nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Đầu tiên là mọi người chuẩn bị giùm cho mình là 3 cái thùng nha, 50 lít hoặc là 70 lít cũng được. Cái thùng đựng chổi cả nhà thấy không? Cái đó là thùng lắng nha, nếu mình để bơm bên trong hồ hoặc là mình xài nhà lọc over. Đây là cái thùng mình sẽ để bơm nha. Mọi người lưu ý giùm cho mình á là thông nhau sẽ tùy thuộc vào cái bơm. Ở đây mình lấy cái ví dụ là xài cái bơm 3.000 thì cái đường thông của mình có thể là xài đường ống 60. Nhưng nếu như mình xài những cái bơm tầm cỡ khoảng 5.000 trở lên thì cái đường thông của mình sẽ là ống 90 nha. Nước sẽ vào trong cái thùng đầu tiên, lấy nước sạch xuống dưới đáy của cái thùng số 2. Mọi người lưu ý giùm cho mình nè. Đó, cái thùng đựng chổi là cái thùng lắng nha. Nước sẽ dâng lên theo cái đường ống chéo xuống đáy của cái thùng số 2, tiếp tục dâng lên theo một cái đường ống chéo xuống đáy của cái thùng số 3. Cái thùng số 3 thì mình sẽ để vật liệu lọc, sau đó là bơm mình để trên cùng nha. Mình sẽ bơm trả về hồ làm luồng cũng như là cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Thì đây là toàn bộ cái quá trình mà mình làm cái hệ thống lọc bằng 3 cái thùng 50 lít hoặc là 120 lít giống như cái yêu cầu của rất là nhiều anh chị em cô chú hỏi mình nha. Thì hiện tại bây giờ nếu mà anh chị em cô chú mình có hồ rồi, mình chưa có biết làm hệ thống lọc như thế nào thì thông qua video này anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo cái cách mà mình dẫn cái đường ống để giúp cho cái bộ lọc của mình nó hoạt động một cách hiệu quả nha. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị em cô chú mình trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng với lại mọi người tham khảo nha. Anh chị em cô chú xem video thấy cái hệ thống lọc mình chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất nhé.